Đây là ba mẫu đàn guitar classic mà thường là những anh em nào đã biết chơi sơ sơ rồi mình lựa chọn cây âm thanh nó hơi 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 tốt tốt xíu là chọn những cái cây này. Đầu tiên là cây đàn có tên là C140. Cây này thì nó là bằng gỗ điệp đàn Việt Nam nha, có gắn thêm cái EQ fitment. EQ fitment là EQ thường thôi nha. Rồi cái EQ fitment thì có cái nút chỉnh dây chỗ này luôn, mà mình bấm vô đờ mình chỉnh dây đàn này. Đó, mình chỉnh dây đàn được. Cái này thì làm bằng gỗ điệp đàn Việt Nam, mặt trước thì bằng gỗ thông, khóa thì cũng tương đối là tốt. Cái đàn này thì chỉ có giá là 3 triệu 6 thôi, 3 triệu 6. Để có một cái đàn mà nó có thêm cái EQ kết nối âm thanh rồi chỉnh dây đàn nữa thì tầm giá này thì cũng được, mình đánh giá là nó tối ưu so với cái tầm giá. Thì đàn Việt Nam nó có một cái nhược điểm là những cái mặt gỗ nè, các bạn thấy là trang chị thấy là nó sẽ có những cái mắt như thế này đó, những cái mắt không biết là nhìn chị nhìn có thấy cái rõ hay không. Đây là những cái mắt và những cái kỹ thuật sơn á, thì nó không được đẹp, nó không được tinh xảo lắm. Nếu mà chúng ta đừng quan tâm nhiều quá về ngoại hình, không yêu cầu cao quá ngoại hình, chỉ cần về âm thanh tốt thì trong tầm giá 3 triệu mấy thì mình thấy là cái này là cũng được, một trong những cây mà được nhiều người sử dụng nhất. Rồi cái đàn thứ hai là cây đàn cũng của Việt Nam luôn, này là gỗ cẩm ấn, cẩm lai Ấn Độ. Nó điều đặc biệt là cái đàn này nó có cái vát chỗ này để cho mình khi mình đàn á là nó không bị tê ở tay này, không bị đau ở tay. Để về lâu về dài là đờn nhiều khi nó bị tê cắn tay nó tê. Thì cái đàn này thì âm thanh là tương đối nó trội hơn, so với cái đàn bên này. Tiếng rất là nổ ha, dây này là dây thường thôi. Mặt trước thì bằng gỗ thông, mặt sau là gỗ cẩm lai Ấn Độ. Cái này thì cũng là đàn Việt Nam, ở cái tầm nó cao hơn cái này một xíu, giá của nó là hiện tại là 5 triệu 2. Cái đàn này ngày xưa nó là 6 triệu mấy lần, nhưng mà sau này thì xưởng đàn nhập được những cái nguồn hàng giá nó rẻ hơn cho nên là bán ra ngoài nó sẽ rẻ hơn, còn có 5 triệu mấy một cây thôi, gỗ cẩm ấn. Rồi một cái đàn nữa mà cũng nhiều người lựa chọn, thương hiệu nước ngoài Moliant. Đó là một cái thương hiệu, nó song song với lại thương hiệu Konoba đó, nhưng mà là thương hiệu này thương hiệu giống là thương hiệu con. Đây cây này là model là NMI CG04C CE. Cái dòng này nó có thêm một cái EQ fitment. EQ này là theo thông số của hãng là EQ chính hãng. Cái đàn này có kết nối âm thanh sẵn. Về cái đàn này thì so với cái đàn bên này á thì ngoại hình nó sẽ đẹp hơn, đẹp hơn nhiều, và nó có thêm cái bộ fitment này nữa. Cái giá của cái đàn này là 6 triệu 4, 6 triệu 4 có bao gồm mà bao da và tặng bộ dây dự phòng. Về cái tiếng đàn á, tiếng đàn thì hai cây này nó xem với nhau, nhưng mà cây này á thì nó có trang bị cái EQ, còn cái này thì nó không có. Cái đàn này thì nó sơn đẹp hơn, cái này thì sơn xấu hơn, nhưng mà hai cái đàn thì tiếng nó vang giống nhau nha. Bên này là 6 triệu 4, bên này là 5 triệu 2, do là nó không có cái EQ. Rồi thì anh chị em tùy theo cái mục đích của mình, để mình chọn một cái đàn phù hợp, thì anh chị em cần những cái dòng đàn như thế nào, ví dụ như là thấp hơn hoặc là những dòng đàn cao hơn nữa, thì anh chị em cứ liên hệ với Tùng số điện thoại bên dưới, rồi thì Tùng sẽ lựa cho anh chị em test những cái đàn và chụp hình gửi cho anh chị em qua tin nhắn riêng để cho anh chị em chọn được cái đàn nó phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Rồi thì Tùng xin chào anh chị em.